Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý vừa được cập nhật. Mở đầu sẽ là thông tin về vụ án mạng xảy ra tại Đắk Nông. Nguyên nhân là do xảy ra mâu thuẫn, một đối tượng đã gây ra cái chết cho người bạn nhậu của mình, còn một người khác đã bị thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Công, trú tại xã Đắk Win, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Vào khoảng 23 giờ ngày 21 tháng 3, Nguyễn Văn Công cùng với Y Hai Nie, Phạm Ngọc Sơn và Nguyễn Minh Tiên cùng nhau uống rượu. Cho đến khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau, ngày 22 tháng 3, giữa Sơn và Tiên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng đã được mọi người can ngăn. Thế vậy, chủ quán đã đuổi 4 người này ra khỏi quán. Các đối tượng tiếp tục đi bộ về hướng trung tâm thương mại huyện Cư Rút. Trên đường đi, Tiên và Công cãi nhau. Cho đến khoảng 3 giờ 15 phút sáng cùng ngày, Nguyễn Văn Công đã dùng tay, chân, dép và dây điện đánh Tiên và Hai. Sau đó Công tiếp tục cầm đầu của Tiên và Hai đập xuống nền vỉa hè, hậu quả Hai đã tử vong còn Tiên bị thương nặng. Cũng với hành vi giết người, bị cáo Lê Tử Bảo 36 tuổi trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm. Theo cáo trạng, vào chiều ngày 16 tháng 1 năm 2020, Bảo đến một quán cà phê và gặp nhóm của Tùng đang chơi bầu cua. Được rủ chơi nhưng Bảo từ chối. Từ đây giữa Bảo và nhóm của Tùng có lời qua tiếng lại. Tùng đã gọi cả nhóm thanh niên chơi bầu cua dùng gạch đá ném về phía Bảo. Bực tức, Bảo đã dùng con dao để sẵn trong cốp xe chém Tùng khiến Tùng bị thương tích nặng, tỷ lệ thương tích là 8%. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Tự Bảo 8 năm tù về tội giết người. Tàng trữ vận chuyển vật liệu nổ trái phép. Ba đối tượng vừa bị công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu bắt giữ. Trước đó, tại xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên, đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, công an huyện Tân Uyên phối hợp với công an xã Bắc Ta thực hiện công tác tuần tra kiểm soát đã bắt quả tang đối tượng là Lò Văn Quân, Hà Văn Thương và Lò Văn Trường về hành vi tàng trữ vận chuyển vật liệu nổ trái phép. Tăng vật thu giữ gồm 25 kg thuốc nổ, 70 kíp nổ tròn, 2 xe mô tô, 3 điện thoại di động và số tiền 1 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, ba đối tượng khai nhận đã mua số thuốc nổ trên của một đối tượng không rõ tên tuổi địa chỉ với mục đích là bán lại cho các đối tượng khai thác vàng để kiếm lời. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 24 tháng 3 cho đến 6 giờ ngày 25 tháng 3, Việt Nam đã không có thêm ca mắc COVID-19. Cho đến thời điểm này, thì số ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận tại nước ta vẫn là 2.576 trường hợp. Trong đó 1.601 ca mắc do lây nhiễm trong nước, 908 ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 cho đến nay. Đây đã là ngày thứ 7 Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới do lây nhiễm trong nước. Cho đến ngày hôm nay thì 10 tỉnh, thành phố đã qua 40 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới do lây nhiễm trong nước, gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội đã qua 38 ngày. Hải Phòng đã tròn 1 tháng, Hải Dương đã trải qua 6 ngày không có ca mắc mới. Báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho thấy là cho đến ngày hôm nay, Việt Nam đã có 2.265 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đến nay, vaccine COVID-19 đã được triển khai tại tất cả 19 tỉnh, thành phố thuộc giai đoạn 1. Trong ngày đã có thêm 1.906 người được tiêm chủng vaccine COVID-19.